Chân dung ba người vợ của nghệ sĩ Kim Tử Long. Thuộc thế hệ vàng của cải lương miền Nam, nhưng cuộc sống riêng của nghệ sĩ Kim Tử Long lại gặp nhiều sóng gió. Anh trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, từng bị bắt vì đánh bạc. Kim Tử Long có 5 người con, 3 gái và 2 bé trai, cùng người vợ thứ ba là nghệ sĩ Trinh Trinh. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1966 tại Sài Gòn. Anh kết hôn với người vợ đầu là mẹ của nữ diễn viên Mai Ca. Ít ai biết đến vợ của Kim Tử Long cho đến khi Kim Tử Long và vợ cũ vui vẻ trong lễ cưới con gái đầu lòng. Sáng ngày 19 tháng 5 2017, con gái lớn nghệ sĩ Kim Tử Long, diễn viên Mai Ca và ông xã tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ cải lương cùng vợ cũ tất bật chuẩn bị và đứng ra thực hiện nhiều nghi thức truyền thống trong ngày vui của con gái. Mai Ca sinh năm 1988 và cũng theo đuổi nghệ thuật giống cha. Cô là con gái lớn của nghệ sĩ Kim Tử Long. Anh từng có lúc không muốn con gái theo nghiệp diễn của cha vì sợ con vất vả. Sau khi chia tay người vợ đầu, nam nghệ sĩ gặp Ngọc Huyền. Cả hai thường xuyên diễn cùng nhau trên sân khấu và trở thành cặp đôi được khán giả rất yêu mến. Từ sự đồng điệu trên sân khấu, Kim Tử Long cảm mến bạn diễn. Nhưng sự đời lại thật trớ trêu khi anh chuẩn bị tỏ tình thì Ngọc Huyền thông báo lấy chồng. Nói về mối tình nhiều lưu luyến này, nam nghệ sĩ cho hay: "Chúng tôi chỉ có duyên trên sân khấu. Trên đời này, ông trời chỉ dành cho mình một thứ thôi. Nếu có duyên ngoài đời thì sẽ không bao giờ có được cái diễn ăn ý trên sân khấu nữa." Vài năm sau đó, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long mới nguôi ngoai nỗi buồn và đi thêm bước nữa với bà xã Cẩm Tú, em gái cầu thủ Hồng Sơn. Những tưởng cuộc hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc mãi, nhưng rồi cũng như cuộc hôn nhân đầu tiên, vợ chồng anh lại đường ai nấy đi dù đã có với nhau hai mặt con. Sau khi ly hôn, hai cô con gái của Kim Tử Long sống cùng với mẹ tại Hà Nội. Hiện tại, hai cô gái đã tầm 20 tuổi và có ngoại hình khá xinh xắn. Thỉnh thoảng, hai cô con gái cũng đến nhà hàng Quá Đã Phụ Ba làm việc. Tháng 5 2017, nghệ sĩ Kim Tử Long khai trương nhà hàng Quá Đã BBQ tại thành phố Hồ Chí Minh rất đông khách. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì vào tháng 9 2013, dư luận xôn xao trước tin nam nghệ sĩ bị khởi tố tội đánh bạc tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Nam nghệ sĩ cho biết: "Tối đó tôi đi hát và thấy mọi người chơi, vì hòa đồng nên cũng muốn xuống góp vui ba ván. Dù vậy, sự việc này ít nhiều vẫn để lại hình ảnh xấu của nam nghệ sĩ trong lòng khán giả. Mãi sau này khi nhìn lại, anh vẫn nghẹn ngào. Trong cuộc đời tôi có hai cú sốc lớn nhất là chia tay với Cẩm Tú và cờ bạc. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, mãi sau anh mới tìm được hạnh phúc bên người đồng nghiệp, nghệ sĩ Trinh Trinh. Vì những đổ vỡ lần trước nên khi đến với nhau, cả hai quyết định chỉ đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Hiện, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đang có cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên bà xã Trinh Trinh cùng hai thiên thần đáng yêu." Nam nghệ sĩ từng chia sẻ về vợ mình: "Tôi mang ơn khán giả đã yêu thương, tha thứ và cho nhiều cơ hội để vượt qua sóng gió. Anh cũng rất hạnh phúc vì năm đứa con đều yêu thương nhau, coi nhau như anh em ruột, không có sự phân biệt." Ở tuổi 52, nam nghệ sĩ liên tục nhận show diễn ở khắp tỉnh thành trong và ngoài nước. Ngoài làm ban giám khảo, anh cũng có công ty giải trí riêng, sản xuất chương trình về vọng cổ để thu hút các nghệ sĩ trẻ có niềm đam mê với nghề. Sau này, khi nhìn lại những sóng gió cuộc đời mình, nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết: "Tôi mang ơn khán giả đã yêu thương, tha thứ cho tôi nhiều cơ hội để vượt qua sóng gió, sống xứng đáng với tình thương của công chúng. Ai cũng có những lúc bồng bột, hiếu thắng, nghệ sĩ cũng thế. Chúng tôi cái tôi quá lớn của mình đã làm cho mình gục ngã. Nhưng tôi là người biết lắng nghe, biết cảm thông và biết chia sẻ. Cho nên tôi vượt qua và tiêu hóa nỗi buồn cũng nhanh. Về hôn nhân thì đã tập thứ 3 rồi. Ngày 19 tháng 5 vừa qua tôi chính thức làm ông xui, gả chồng cô con gái lớn và rồi tôi sẽ là ông ngoại. Nhanh quá, mới ngày nào còn được gọi là kép trẻ thì nay đã đứng vào hàng ngũ những nghệ sĩ có xui gia. Nghệ sĩ hay bất cứ ngành nghề nào, muốn gia đình hạnh phúc thì bản thân người cha, người chồng phải có trách nhiệm và sống làm gương cho con gái nuôi theo. Sau nhiều dâu bể, tôi sống chậm hơn, suy nghĩ kỹ hơn rất nhiều. Liệu lời nói việc làm ấy có thể làm tổn thương người khác hay không? Với sự nghiệp, tôi biết cách từ chối, không cả nể lâu nay cứ sợ người khác buồn mà lao tới, nhận bừa rồi hiệu quả không tốt.